Xin kính chào quý vị. Đứng cạnh tôi hôm nay đó là một chiếc xe VinFast Fadil, một chiếc xe mà có lẽ là quý vị không còn lạ lẫm gì nữa. Chiếc xe này là của một chị hàng xóm nhà tôi, mua cách đây khoảng một tuần. Có nghĩa là nó ra đời sau khoảng một năm nhà máy VinFast đi vào hoạt động. Về việc đánh giá chiếc xe này thì chúng ta đã có một video clip khá chi tiết ở bên dưới. Quý vị có thể tua xuống dưới để xem. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn nhận xem chiếc xe này sau một thời gian nhà máy đi vào hoạt động thì nó sẽ được lắp ráp ra làm sao, vận hành có vấn đề gì không, có một cái gì tồn tại không, và đặc biệt là mức tiêu hao nhiên liệu trong thành phố, cái điều kiện vận hành mà chủ yếu mà những người mua xe này sử dụng có được như kỳ vọng hay không. Mời quý vị cùng chúng tôi đi tìm hiểu. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, quý vị đừng quên ủng hộ kênh bằng cách bấm đăng ký và rung chuông. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn về chất lượng lắp ráp. Trước khi đi vào chi tiết về chiếc xe này thì chúng ta cần phải nhìn nhận lại một chút về chất lượng lắp ráp của các dòng xe mà được lắp ráp tại khu vực Đông Nam Á. Thì có thể nói rằng ngành công nghiệp ô tô ở khu vực Đông Nam Á có một cái sự phân biệt tương đối rõ rệt. Chúng tôi nghiên cứu thì nhận thấy rằng chất lượng lắp ráp ở trên thị trường Thái Lan có thể nói là number one trong khu vực Đông Nam Á. Tiếp đó phải kể đến đó là Việt Nam, và tiếp sau đó có thể là Indonesia. Quý vị có thể ngạc nhiên khi mà chúng tôi đặt Indonesia ở bên dưới Việt Nam, bởi vì thực sự là trong thời gian qua chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều mẫu xe, có thể nói là rất nhiều mẫu được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, và thực sự có những vấn đề mà chúng tôi cảm thấy không hài lòng cho lắm. Vậy thì so sánh với giữa chiếc xe này với một chiếc xe mà được lắp ráp tại Việt Nam hay là tại Thái Lan thì nó có thực sự phũ phàng hay là nó có thực sự là chênh lệch hay không? Thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẵn sàng đặt chiếc xe này trong bối cảnh của những chiếc xe được lắp ráp hoặc được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và được lắp ráp tại Việt Nam. Lý do là vì VinFast có một nhà máy hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á, đó là niềm tự hào của họ. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem là chiếc xe này được lắp ráp tại nhà máy hiện đại như thế có chất lượng ra sao. Thoáng nhìn về mặt tổng thể thì chúng ta có thể thấy là gần như tất cả các chi tiết rất nuột nà. Điển hình ở chỗ là các khe hở giữa các chi tiết, ví dụ như cánh cửa, mui xe hoặc là đuôi xe. Nếu chỉ thoáng nhìn thôi, rất ok, rất nuột, các khe hở rất đều. Và đặc biệt là thân vỏ của VinFast Fadil rất chắc. Có thể nói là chắc hơn rất nhiều so với một số những cái dòng xe mà đắt tiền hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu như nhìn chi tiết hơn thì thực sự là chúng tôi phát hiện thấy có một số vấn đề đáng tiếc. Một số tiểu tiết đáng tiếc phải kể đến, ví dụ như là ở cái chi tiết này, giữa tai xe và capo, một số khe hở rất nhỏ, không đều, hoặc là thậm chí là một số những mặt phẳng không đồng nhất. Và đây là một chi tiết mà có lẽ là rất nhiều người gặp phải. Và bản thân chủ nhân của chiếc xe này cũng phản ánh với tôi rằng cửa cạnh ghế lái này không hiểu sao cần phải một cái lực tác động rất mạnh thì nó mới đóng được. Ví dụ đây tôi đã đóng bình thường, gần như không được, mà phải đóng rất mạnh. Đó. Các cửa khác thì bình thường, ví dụ như cửa này đóng nhẹ nhàng bình thường, nhưng mà cửa này thì không được như vậy. Và chủ nhân của chiếc xe này cũng cho biết rằng là cô ấy nhiều lần, thậm chí là phải đóng đi đóng lại rất nhiều lần. Đó cũng là cửa trước. Thế nhưng mà cửa bên kia lại phải đóng mạnh tay hơn rất nhiều, và cửa này thì đóng nhẹ tay hơn rất nhiều. Điều đó cho thấy rằng một chút gì đó bất ổn về mặt lắp ráp ở đây. Tuy nhiên điểm cộng của chiếc xe này đó là có hai gioăng chống ồn, một gioăng ở đây và một gioăng ở đây. Và điều này có lẽ là sẽ có tác động tích cực đối với việc chống ồn thân vỏ. Và đây là mặt trái của thân vỏ, thì dĩ nhiên là cái gì cũng có mặt trái. Mặt trái thông thường không đẹp bằng mặt phải. Thì ở đây chúng tôi nhận thấy rằng có một số những cái tiểu tiết ở bên mặt trái, chất lượng hoàn thiện có thể nói là không được như xe lắp ráp tại Thái Lan. Tuy nhiên so với xe lắp ráp ở Việt Nam thì cũng khá ổn. Ví dụ như đây là cái đường keo chỉ. Keo chỉ là một chi tiết làm kín giữa các nếp gấp của vỏ xe. Và cái lớp keo chỉ này cũng là một cái chi tiết mà để cho chúng ta nhận biết được một chiếc xe đã từng bị va chạm hay chưa khi mà đi mua xe đã qua sử dụng. Thì có thể nói rằng lớp keo chỉ của VinFast Fadil được hoàn thiện khá tốt. Tuy nhiên chỉ có một số những ngóc ngách nho nhỏ, có lẽ là những ngóc ngách khó thì được hoàn thiện chưa được tốt lắm. Và riêng ở khía cạnh này thì có lẽ là VinFast chỉ thua xe lắp ráp tại Thái Lan, còn có thể nói rằng khá ổn so với xe lắp ráp tại Việt Nam hoặc là Indonesia. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau khám phá chất lượng lắp ráp nội thất. Sau rất nhiều năm đánh giá rất nhiều chiếc xe từ rất nhiều thị trường khác nhau thì chúng tôi nhận thấy rằng chất liệu nhựa và giả da của VinFast Fadil có thể nói là rất tốt, cực kỳ tốt. Nếu như chúng tôi muốn nó dùng một cái từ hàng đầu hay là số 1 hay gì đó thì quý vị đã nghĩ rằng là tôi đang PR cho cái thương hiệu này. nhưng thực ra tôi chả được cái gì cả. Tất cả các chi tiết nhựa từ trên táp lô hay là trên táp bi cửa hay là khu vực điều khiển trung tâm đều rất cứng cáp, rất cứng, phải nói là siêu cứng. Và chúng tôi nhận thấy rằng là riêng về vấn đề này thì có thể nói là VinFast Fadil hơn rất nhiều dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, mà những dòng xe nhập khẩu từ Indonesia thậm chí có mức giá cao hơn rất nhiều nhưng là chất lượng nhựa cũng kém hơn. Trên nhiều dòng xe nhập khẩu từ Indonesia thì quý vị có thể thử tất cả những cái khu vực nhựa trên khu vực điều khiển trung tâm hay là táp bi cửa đều rất là mềm mỏng, thậm chí là chúng ta sờ vào sờ mạnh còn thậm chí là sợ nó gãy. Tuy nhiên trên chiếc xe này thì là táp bi cửa hay là khu vực điều khiển trung tâm nhựa đều rất dày và tạo cảm giác rất cứng cáp. Điểm cộng tiếp theo đó là chất liệu bọc vô lăng và bọc ghế thì có thể nói rằng là cái chất lượng hoàn thiện tôi đánh giá là rất tốt. Chất liệu da mềm mại và rất căng, độ cứng vừa phải. Thậm chí là chúng ta ngồi trên ghế này còn có cảm giác là chúng ta đang ngồi trên một chiếc xe cao cấp hơn. Nhìn kỹ hơn thì chúng ta có thể thấy là những đường chỉ may rất sắc nét, rất đều, đẹp. Và đặc biệt khi mà quan sát bất kỳ một cái chi tiết nào thì tôi rất thích quan sát vào những ngóc ngách sâu kín bên trong, sâu kín bên dưới đều được hoàn thiện rất là gọn gàng, sạch sẽ. Một số tiểu tiết khác mà có thể nhiều người không để ý, ví dụ như là cái cần số này hay là cái trụ chống cái gối tựa đầu này, thì trên nhiều dòng xe nhập khẩu từ Indonesia thì có thể nói là trông chỉ như một chiếc đũa. Thế nhưng mà ở trên chiếc xe này thì trông rất to và rất là khỏe. Ở đây thì tấm chắn nắng cũng rất chắc chắn, chứ không phải là làm bằng bìa cắt tông như một số dòng xe khác. Nhưng mà nó nói đến ưu thì cũng lại phải nói đến nhược. Không biết là các xe khác như nào nhưng mà trên chiếc xe này tôi lại nhìn thấy một vài cái điểm rất nhỏ nhưng mà cũng rất đáng tiếc. Ví dụ như là kẽ hở giữa táp lô và táp bi cửa ở bên ghế phụ thì rất khít. Quý vị có thể nhìn thấy rất khít. Thế nhưng mà bên ghế lái thì lại có một cái kẽ hở rất lớn. Và chúng tôi nghĩ rằng đây lại là một vấn đề liên quan đến lắp ráp. Hàng ghế sau có chất lượng hoàn thiện tốt cũng như hàng ghế trước. Đặc biệt là tất cả các chi tiết từ đường chỉ may rất đều, đẹp và ghế căng, nhìn rất nuột. Ở từng chi tiết, thậm chí là từng ngóc ngách đều hoàn thiện rất tốt. Thế tuy nhiên một lần nữa chúng tôi lại muốn góp ý với VinFast rằng hàng ghế thứ hai này cần phải cải thiện rất nhiều. Ví dụ như là ở đây có thể bố trí được 3 người ngồi nhưng chỉ có một cái hộp đựng chai nước duy nhất. Nếu ở đây đựng một chai nước thì tôi nghĩ là không biết là ai sẽ dùng. Ngoài ra thì trên lưng hàng ghế trước cũng không hề có túi đựng hành lý, hay trên táp bi cửa cũng không hề có hộc đựng chai nước. Và riêng ở khía cạnh này thì có lẽ là VinFast Fadil thua xa Hyundai i10. Độ sâu và độ rộng của khoang hành lý thì rất tốt, nhưng rất tiếc là chất lượng lại không được như mong đợi. Ở đây chúng tôi thấy rằng cái tấm lót của khoang hành lý là cái chất liệu mềm. Chính vì vậy mà nhìn nó hơi sập sệ. Nếu như mà cái chi tiết này được sản xuất cứng hơn thì trông sẽ đẹp hơn. Vừa rồi là chúng ta vừa mới cùng nhau tìm hiểu và khám phá chất lượng lắp ráp của chiếc VinFast Fadil ra đời sau 1 năm nhà máy đi vào hoạt động. Về khách quan mà nói thì so với các dòng xe lắp ráp và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thì VinFast Fadil vẫn phải cải thiện hơn. Thế tuy nhiên nếu như so với nhiều dòng xe lắp ráp tại Việt Nam hay là nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia thì chất lượng lắp ráp của VinFast Fadil cũng là một cái điểm nổi trội, khá nổi trội. Chiếc VinFast Fadil này nếu như bị mất một số điểm về mặt chất lượng lắp ráp như chúng tôi vừa mới đề cập trước đó thì nó lại ghi khá nhiều điểm về mặt tính năng vận hành. Đầu tiên phải nói đến đó là khả năng cách âm ở tốc độ thấp. Di chuyển trong thành phố thì chiếc xe này có khả năng cách âm khá tốt. Tuy nhiên khi mà di chuyển trên tốc độ cao, trên xa lộ thì khả năng cách âm gầm xe lại không được như mong đợi. Theo kết quả đánh giá từ thiết bị chuyên dùng của chúng tôi thì ở tốc độ 100 km/h chiếc xe này có chỉ số độ ồn là khoảng 70 đến 71 decibel. Như vậy là con số ở mức trung bình thôi, chứ chưa thực sự là tốt. Một điểm sáng đó là ở khía cạnh độ đầm chắc của hệ thống treo hay độ cân bằng của thân xe khi di chuyển ở tốc độ cao. Và riêng về mặt này thì chúng tôi đánh giá VinFast Fadil đứng đầu trong phân khúc xe hạng A tại Việt Nam hiện nay. Đặc biệt là hệ thống treo rất chắc chắn khi đi qua các gờ giảm tốc hay là đi qua các ổ gà. Và có thể nói rằng cái cảm giác mà chiếc xe lướt trên những ổ gà hay là đi lướt trên những gờ giảm tốc rất đầm, rất chắc. Và có thể nói rằng hiếm có chiếc xe nào có thể đạt được. Và thông tin tiếp theo mà chúng tôi nghĩ rằng tất cả những ai mua chiếc xe này di chuyển trong thành phố đều quan tâm, đó chính là mức tiêu hao nhiên liệu. Thì trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi di chuyển chủ yếu trong thành phố. Tuy nhiên là chúng ta đang ở trong cái mùa dịch Covid 2019. Chính vì vậy mà đường phố cũng khá vắng và tốc độ di chuyển của chúng tôi khá đều. Chính vì vậy mà cái mức tiêu hao nhiên liệu chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ không chính xác lắm. Nếu như mà trong điều kiện bình thường không có dịch bệnh, đường xá đông đúc thì sẽ chính xác hơn. Thì trong cái điều kiện di chuyển này thì mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của chiếc xe này quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình. Một con số mà chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ hơi bất ngờ, có lẽ là ở mức hơi cao so với kỳ vọng. Nhưng cũng một điều ngạc nhiên là đồng hồ công tơ mét lúc nào cũng báo khoảng 10,8 đến 11,5 lít trên 100 km. Điều đó có nghĩa là mức tiêu hao nhiên liệu trung bình lại còn thấp hơn là cái mức mà hiển thị trên bảng đồng hồ. Và điều này có một chút khác biệt so với nhiều dòng xe khác. Nhiều dòng xe khác, cái mức tiêu hao nhiên liệu thực tế thường là cao hơn cái mức hiển thị trên bảng đồng hồ. Nhưng chiếc xe này lại ngược lại, mức tiêu hao nhiên liệu thực tế lại thấp hơn mức tiêu hao mà hiển thị trên bảng đồng hồ. Và cuối cùng thì VinFast Fadil có thể nói là một chiếc xe có mức giá cứng trong phân khúc hạng A tại Việt Nam hiện nay. Nhưng, lại có chữ nhưng ở đây có tới rất nhiều chữ nhưng. Cái nhưng thứ nhất đó là trang bị động cơ và hộp số hay là trang bị an toàn của chiếc xe này có thể nói là tương đương với nhiều xe hạng B. Nhưng cái nhưng thứ hai sẽ quan trọng hơn rất nhiều mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ rất nhiều người cảm thấy bị hấp dẫn. Đó chính là VinFast đang áp dụng một cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho khách hàng, đặc biệt là những ai mua nhà của Vingroup. Cái mức ưu đãi đó lên tới mấy chục triệu và thậm chí là những ai không mua nhà của Vingroup được giảm giá 10%, được ưu đãi lãi suất 2 năm đầu 0%, thực sự không có gì hấp dẫn bằng. Và đặc biệt một cái thú vị nữa đó là khi mà đi đăng ký để ra biển nộp thuế phí các kiểu thì cái mức giá để đóng thuế, đóng phí được áp dụng theo cái mức giá của chiếc xe mà phiên bản thấp nhất. Chính vì vậy mà những ai mà mua phiên bản nâng cao như thế này thì sẽ vẫn được áp dụng cái mức giá tính thuế của phiên bản thấp nhất. Ngoài ra kèm theo đó là một cái danh sách trang thiết bị phụ kiện đi kèm, mà cái danh sách trang thiết bị phụ kiện đi kèm đó không phải nộp thêm một loại thuế phí nào cả. Và đây là một cái cách tính thuế, tính giá mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ có lợi cho khách hàng. Và sau khi đã trừ các loại ưu đãi các kiểu thì để lăn bánh một chiếc xe VinFast Fadil phiên bản đầy đủ như thế này thì khách hàng sẽ phải chi khoảng từ 410 đến 440 triệu đồng tùy nơi. Như vậy với cái mức chi phí đó thì quý vị có thể thấy rằng VinFast Fadil phiên bản nâng cao còn có cái mức chi phí hấp dẫn hơn cả Kia Morning phiên bản đầy đủ. Và quý vị đánh giá sao về cái chi phí đó, về chiếc xe này? Xin hãy thể hiện quan điểm bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ TIPCAR TV trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh và rung chuông để không bỏ lỡ bất cứ video mới nào của chúng tôi trong tương lai. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.